Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Tin mới nhất, 120 vị hồng y có quyền giáo hoàng. Hôm ngày 7 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Scola, nguyên tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Ý, tròn 80 tuổi, và không còn quyền bầu giáo hoàng, số hồng y cử tri trở lại mức tối đa là 120 vị, như Thánh Phaolô VI giáo hoàng đã ấn định hồi năm 1975. Theo giáo luật, khi một hồng y tròn 80 tuổi thì không còn giữ chức vụ nào trong tòa thánh, không còn quyền bầu giáo hoàng, không được làm thành viên của bộ hoặc hội đồng nào của tòa thánh. Về phương diện này, Đức Hồng Y Walter Kasper, 88 tuổi người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã nói trong một cuộc phỏng vấn hôm ngày 17 tháng 10 vừa qua rằng khi một hồng y quá 80 tuổi thì hầu như chết về phương diện giáo luật. Báo chí cho rằng có thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ bổ nhiệm thêm các hồng y mới vào năm tới và số hồng y cử tri lại vượt quá con số 120 vị. Nếu ngài không bổ nhiệm thêm thì số hồng y cử tri sẽ sụt xuống còn 110 vị vào cuối năm 2022. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập 7 công nghị để tấn phong hồng y mới và hiện nay gần 2/3 các hồng y cử tri do ngài bổ nhiệm. Gần một nửa số hồng y cử tri hiện nay trên 75 tuổi. Điều này có nghĩa là các vị không còn quyền bầu giáo hoàng trong vòng 5 năm tới đây. Xét về địa lý, số hồng y cử tri người châu Âu vẫn đông nhất là 53 vị, tương đương với 44%. Á Châu chiếm 13% với 15 hồng y cử tri, Phi Châu chiếm 12% với 14 hồng y, Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ và Canada chiếm 11% với 13 hồng y, Nam Mỹ chiếm 10% với 12 hồng y, Trung Mỹ được 10% với 12 hồng y, Úc Châu chỉ có 3 hồng y, tức là chiếm 3%. Nước Ý vẫn có số hồng y cử tri đông nhất với 20 vị. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé.